Xin kính chào quý cô chú mê cây cảnh trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh có đến nhà của anh Minh, có xin giao lưu một số cây mai tàn, mai phôi, bông bụp. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị. Dạ, chào anh Minh Minh ơi. Chào em, chào cô bác đang xem kênh. Hôm nay em có về một số phôi mai với mai tàn cũng được giao lưu của cô chú anh chị ạ. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị gần xa rất là nhiều. Số điện thoại của em là 0965 404 202, đó có mà số Zalo của em ha cô chú anh chị. Địa chỉ của em thì ở Mỹ Tú Sóc Trăng ha. Đầu tiên thì em xin giới thiệu cho cô chú anh chị là một cái phôi mai vàng ha cô chú anh chị. Phôi lùng lực luôn ha cô chú anh chị ơi. Một cốt giót luôn ha. Chỉ cần có sẵn về mau chơi luôn ha cô chú anh chị. Đế thì 24 giờ luôn ha, đế rất lực luôn ha cô chú anh chị. Đế là không chống bên nào luôn ha cô chú anh chị. Đế quá khủng luôn. Rồi đo cái hoành giùm em anh. Hoành thân. Hoành thân vị trí này 58 ha cô chú anh chị. 50 5 Ủa 53 ha. 53 đến 52 luôn ha. Rồi tính 52 rồi rồi. Tính đo sát xuống từng củ nở ha. Cái củ nở là 66 ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu là 78 ha cô chú anh chị. Cái thoát thân là 20 ha. Tổng thể chiều cao là 92. Cái độc giót là 17 ha cô chú anh chị. Hoành đế thì khủng lắm ha cô chú anh chị ơi. Đế này ra đụng bầu hết ha. Hoành đế là trên 250 ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 1 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 17 triệu. Em bao ship 200 km ha. Tại cây quá khủng quá nặng ha cô chú anh chị. Rồi em xin đổi cây ạ. Rồi tiếp theo cây mã số 2 ha cô chú anh chị. Cũng làm phôi bonsai lùng lực luôn ha cô chú anh chị ơi. Lô này em về bông bùm không ha cô chú anh chị, 5-7 kính cánh không ha. Đế lam lam ha. Đế thì bỏ đều bốn mặt ha cô chú anh chị. Phật măng ha. Rồi em xin đo hảo chiều cao luôn ha. Chiều cao là 92. Ủa lộn thước lộn thước. Chiều cao là 58 ha cô chú anh chị. Hoành thân vị trí này là 46 ha. Cái đường kính bầu là 67 ha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 2 em giao lưu với cô chú anh chị là 3.500.000. Em bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Rồi đổi luôn này. Rồi, rồi tiếp theo là mã số 3 ha cô chú anh chị. À, một hồi cũng quay quái ha. Thực hơi lắc nhẹ ha cô chú anh chị. Đế thì gắt lực luôn ha. Để cộng bự bự không cô chú anh chị ơi. Dán thú chòm hả anh? Rồi. Quái quái chút ha. Rồi em xin đo hảo chiều cao luôn ha. Chiều cao cây này là 82 ha cô chú anh chị. Hoành thân vị trí này là 43 ha. Đo sát tuốt trên luôn ha, 43 ha. Hảo xin dưới thử coi. Rồi sát xuống đây là 48 ha cô chú anh chị. À, đường kính bầu. Đường kính bầu là 65 ha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị là 3.200.000 luôn ha. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi rồi, đổi cây luôn đây. Cây luôn. Rồi tiếp theo là cái mã số 4 ha cô chú anh chị. Hoành đế rất khủng luôn ha cô chú anh chị. Củ nở ha, đế thì một sổ nôm đều bốn mặt ha. Đế là không chống bên nào luôn ha cô chú anh chị. Cây này em không thấy mặt bông ha. Này mấy cái này nó lên nu 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 hết, nó giống như sùng nu vậy. Hai ba cục ở đây cũng hơi quái quái ha cô chú anh chị. À. Rồi em xin đo hảo cái chiều cao luôn. Từ mặt bầu tới đỉnh là 50 ha cô chú anh chị. Hoành thân vị trí này là 27. Đế sổ nôm là 33 ha cô chú anh chị. Tổng hoành đế là 180 ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi em xin đổi cây. Rồi tiếp theo là cây mã số 5 ha cô chú anh chị. À, một khôi chi cành đầy đủ ha, củ nở ha, một cốt giót luôn ha cô chú anh chị. Cây này đang lên xù lây gai ha. Cây này em cũng không thấy mặt bông ha cô chú anh chị. Rồi em xin đo hảo cái chiều cao.
chiều cao là 76 ha, lộn thước nữa rồi, chiều cao là 74 ha cô chú anh chị. Hoành thân, hoành thân em đo vị trí này là 28 ha cô chú anh chị. Rồi đo cái củ nở luôn ha, cây này nhỏ mà củ nở rất đẹp cây ha cô chú anh chị. Củ nở là 46 ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu là 53. Đế là bỏ đều bốn mặt hết ha cô chú anh chị, không chống bên nào luôn ha. Rồi cái mã số 5 em giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp theo là cái mã số 6 ha cô chú anh chị. Cây mai chuyến thủy ha. Lá chung ha cô chú anh chị. Rồi cây nhìn cũng rất quái cây ha cô chú anh chị. Đây là bán rẻ cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Rồi em xin đo chiều cao. Chiều cao là 56 ha cô chú anh chị. Hoành thân vị trí này là 33. Tổng hoành đế là 130 ha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị là 700.000, em bao ship toàn quốc luôn ha. Để các bạn quay cục vô. Rồi tiếp theo là cái mã số 7 ha cô chú anh chị. Ủa? Số 7 ha. Một cây chật có cái cành bay ha cô chú anh chị. Cây này nhìn rất là nghệ thuật ha. Cây này dài, cái cành bay là dài quá chứ em quay giáp tròn không được rồi. Quay hai lần quay đi quay lại cho cô chú anh chị tham khảo ha. Cây này ghi cành đầy đủ luôn ha cô chú anh chị. Cây này bông đùm ha, 5-7-9 cánh. Bông đẹp ha cô chú anh chị. À. Đặc biệt là cái củ đế luôn ha cô chú anh chị ơi, cây này. Nhìn cây rất nghệ thuật ha. Ghi cành đầy đủ ha cô chú anh chị. Bộ đế 24 giờ luôn. Đế là không chống bên nào luôn, đế rất lực luôn ha cô chú anh chị. Đế thì cây này khỏi chê. Cây này mình lọt tàn tán ra mình chơi là rất ok luôn ha cô chú anh chị. Đo luôn anh đi. Rồi anh xin đo hoành thân trước đi ha cô chú anh chị. Dịch nữa lộn thước quầy cho ta thắng ơi. Lung tay hay gì nè. Hoành thân vị trí này 57 ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu, đường kính bầu là 85 ha cô chú anh chị. Tổng hoành đế là trên 250 ha, cả khoảng 270 ha cô chú anh chị. Rồi em đo cái cốt đại diện bên đây cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Cái cốt bên đây là 38 ha cô chú anh chị. Cái cốt bên đây là 33 ha. Rồi chiều cao của em nó bên đây là 83. Chiều cao bên đây khoảng 1m7 ha cô chú anh chị. Rồi em nói gần bay. Gần bay cái này khoảng 1m8 ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 7 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 19 triệu em bao ship 200 km ha. Cô chú anh chị ở xa thương lượng thì ship ha cô chú anh chị. Cây này khá khủng ạ. Rồi em xin đổi cây ạ. Rồi tiếp theo là một cây túi quý ha cô chú anh chị. Cây khủng luôn ha. Lùng lực bức măng ha cô chú anh chị, gót đọt luôn ha. Đế thì em bao luôn, đế là 24 giờ luôn, không chống bên nào luôn. Cây tứ quý này cô chú về ghép cúc thổi hương vô là quá ok luôn. Quá khủng vô một cây ha. Đế thì 24 giờ cũng nở luôn ha cô chú anh chị. Bao sống luôn ha. Bao sống bao luôn cô chú anh chị mình luôn. Cây rất khủng ha. Rồi em xin đo hậu chiều cao. Chiều cao là 68 ha cô chú anh chị. Rồi hoành thân vị trí này là 58 ha cô chú anh chị. Đo xuống dưới là bự hơn nữa ha cô chú anh chị ơi. Tổng hoành đế khoảng 190 ha cô chú anh chị. Đế là ra đụng bầu hết ha. Cái đường kính bầu là 80 ha. Được giá luôn anh. Rồi cây tứ quý này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 18 triệu, mã số 8 18 triệu ha. Em bao ship 200 km thôi nha cô chú anh chị. Tại vì cây này khá nặng ha. Ngoài bự lắm quý cô chú anh chị ơi. Ngoài nhìn rất khủng cây ha. Rồi em xin đổi cây ạ. Rồi tiếp theo là cây số 9 ha cô chú anh chị, cây mai vàng ha. Có dáng siêu siêu ha cô chú anh chị. Cây này giờ mình trồng dáng bay được luôn ha. Mình trồng cho nghiêng chút nữa thành dáng bay ha cô chú anh chị. Đi cành đầy đủ ha cô chú anh chị. Một cốt giót ngọn để gắt lực luôn ha cô chú anh chị. Nguyên đế đặc thù ha.
Để cũng điều hết này, không chống bên nào luôn ha cô chú anh chị. Một cốt giót chỉ cành đều. Có dáng bay bay luôn ha. Siêu siêu bay bay. Rồi tổng thể chiều cao khoảng 1m8 ha cô chú anh chị. Rồi em xin đo hoành thân. Đây này em đo hai vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Rồi hoành thân vị trí đầu tiên là 48. Rồi em bỏ cái chỉ tử ra em đo xích lên trên chút. Là 39 ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu là 70. Rồi cây số 9 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 4.500.000. Em bao ship 200 km luôn ha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 10 ha cô chú anh chị. Đó, cây nhìn rất là nghệ thuật ha. Cây rắn lông ha cô chú anh chị. Như con rồng vậy ha cô chú anh chị ơi. Con rồng lớn éo rất lượng ha. À, chi cành thì đóng đầy đủ ha cô chú anh chị. Bông chùm luôn hả anh? Đây là bông chùm luôn ha cô chú anh chị. Em bao bông đẹp luôn á, bông chùm mà 5 tới 9 cánh đó mà bông kích rất là đẹp. Để em thấy mặt bông. Đế thì cũng bỏ lai gai ha cô chú anh chị, đế rất lực ha. Và đây là có hết luôn ha cô chú, cộng bự bự không tại cây bự của em không dám moi sâu thôi ha. Dưới này là một cốt ha cô chú anh chị, một cốt đặt dưới này ha. Nó lên đây nó chia ra làm 3 thân ha cô chú anh chị. Đó. Cầm tài luôn ha. Chia ra 3 thân ha, mình chơi phong thủy rất là ok luôn ha. Cầm tài luôn ha cô chú anh chị. Rồi em xin đo hoành thân. Hoành thân này em đo hai vị trí đi. Rồi, ngay đây là 56. Cũng như đây cũng là 56 luôn. Rồi, cái thoát thân. Thoát thân là 27 ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu là 75 ha. Tổng thể chiều cao. Tổng thể chiều cao khoảng 2m nữa ha cô chú anh chị. Một cái dây cây giáng long rất nhìn rất dễ thật ha cô chú anh chị. Cây này bán thu hồi vốn cho cô chú anh chị mình luôn. Cây mã số 10 này em giao lưu với cô chú anh chị là 14 triệu. Em bao ship 200 km luôn ha. Rồi, thu hồi vốn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, em xin đổi cây ạ. Cây 11 luôn ha. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây mai tàng ha cô chú anh chị. Đó, cây mai tàng. Một cốt giót luôn. Một cốt giót ngọn luôn ha cô chú anh chị. Cây này cũng bông đùm, 5, 7, 9 cánh. Đế thì cũng bỏ đều hết trên ha cô chú anh chị. Tại cây tàng em không có dám làm sâu quá ha. Đó. Bỏ đều hết, bên nào cũng có hết. Thoát thân lùng lực luôn ha anh. Hả? Thoát thân lùng lực luôn ha. Thoát thân lùng lực luôn, thoát thân khoảng 10 à. Cây cành thì đóng tứ diện. Chiếc cái vàng xương ha anh. Một cốt giót luôn. Này xin đo hảo cái chiều cao trước luôn đi ha. Chiều cao này khoảng 3m ha cô chú anh chị. Còn tán ngang. Tán ngang tầm khoảng cỡ 3m luôn ha cô chú anh chị. Đó. Hai sải tay em đó 3m. Tán ngang 3m, chiều cao 3m. Một cốt giót. Cây này cao tàn mịn lắm quý cô chú anh chị ơi. Cây này tàn mình trẻ lại tàn thông được nha cô chú anh chị. Đây một cốt giót thẳng. Cốt cành có sẵn về mau chơi. Rồi hoành thân vị trí này là 40 đi ha cô chú anh chị. Đó, em đo xích trên cái eo nhỏ nhất luôn đó là 40. Sát xuống đây chắc nó bự hơn nè. Rồi hạo thử coi. Rồi sát xuống đây là 45 nè. Cái thoát thân chỉ có 8 thôi. Cái đường kính bầu là 78 ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 11 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 15 triệu. Em bao ship 200 km ha. Cô chú anh chị nào ở xa hơn thì mình thương lượng tiền ship ha. Này bông gì anh? Này bông đùm, 5 7 tới 9 cánh. Cây này bứng thấy mặt bông, bông khích đẹp. Rồi, tiếp theo luôn anh ơi. Rồi, tiếp theo là cái mã số 12 luôn ha cô chú anh chị. Đó, cũng là cây mai tàng. Cây này cũng là bông đùm, 5 7 9 cánh với cây 12 cây 11 này là rất giống nhau. Chơi một cặp là đẹp luôn ha. Một cặp là ok luôn nhưng mà đặc biệt là cây này cái củ nó đẹp hơn cái cây mới vừa rồi. Này nó cũng vẫn có độc chủ. Đây, đế là đặc thù luôn. Củ nở, đế bỏ đều bốn mặt, cắm xuống không à. Đây nở luôn quý cô chú anh chị ơi. Nở luôn, cây này có độc chủ luôn ha. À, độc chủ nghe cô chú anh chị. Tàn rất là mịn. Dàn xương thì quá ok luôn. Rồi, hạo chiều cao anh. Rồi, chiều cao. Chiều cao cây này mình tính 2m rưỡi đi. Thấp hơn chút đi. Rồi tán ngang cây này là 3m rưỡi ha cô chú anh chị.
Cây này có sân rộng rộng chân tết đẹp lắm anh. Tán ngang là 3,5 m, chiều cao là 2,5 m. Rồi em xin đo hoành thân. Hoành thân vị trí này là 42. 42 rồi cô chú chứ. Rồi cái thoát thân là chỉ có 10 thôi ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu là 74. Rồi cây mã số 12 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 15 triệu. Em bao chiếc 200 km luôn ha. Rồi, tiếp theo luôn anh. Rồi tiếp theo là cây mã số 13 luôn cô chú anh chị ơi. Đó. 13 cũng là cây tàn ha. Cây này cũng bông bùm luôn nha cô chú anh chị, 5, 7 đến 9 cánh. Cây này em bứng em thấy mặt bông luôn ha. Một cốt giót luôn ha cô chú anh chị. Dạng xương khá là dày luôn. Đó. Dạng xương là ok luôn. Đế thì nó cũng bỏ đều lai gai ha cô chú anh chị. Rồi em xin đo ha, hỏi chiều cao cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn ha. Chiều cao khoảng 2,5 m đi ha cô chú anh chị. Đó, tính gọn thôi 2,5 m đi. Tán ngang cây này 2,5 m luôn đi ha cô chú anh chị. Hoành chưa anh? Hoành rồi không? Cây này nó đang nhóm xù nách ngay cô chú anh chị ơi. Em chỉ báo vậy thôi chứ em không báo xù ha. Cái này nó giống như nó bể xù vậy đó. Rồi hoành thân vị trí này là 39 ha. Rồi em báo xá xuống tay chút. Cụ nở ha. 47. Thoát thân là 40. Đường kính bầu là 70 ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 12 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 9 triệu. Em bao ship 200 km luôn. 9 triệu có một cây mai chê tết giao tới nhà luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo là cây mã số 14 ha cô chú anh chị. À, cũng là cây mai tàn. Một cốt luôn ha, gió luôn ha cô chú anh chị. À, dạng xương quá ok luôn. Chân cành đầy đủ ha. Xương thì vậy đặt ha cô chú anh chị. À, một cốt gió. Dạng xương thì ok luôn. Hảo chiều cao anh. Rồi xin đo hảo chiều cao trước luôn ha. Chiều cao khoảng 2,5 m đến 3 m ha cô chú anh chị. Tán ngang. Tán ngang cây này trên 3 m ha cô chú anh chị, mình tính 3 m đi ha. Có bấm nhẹ rồi vô cũng còn 3 m. Cây một cốt nha cô chú anh chị, trên cạnh thì đóng tứ diện. Cây này đặc biệt là bộ đế nha cô chú anh chị ơi. Đó, bộ đế quá khủng luôn. Đế cây này khỏi chê. À, đế chỗ nôm mà cắm xuống không nha cô chú anh chị. Quấn quấn nha anh. Ừ, đế nhìn giống móng rồng vậy. Nhìn rất là quái cây luôn. Đó, hảo hoành luôn anh. Quá trời bộ đế này luôn. Coi em cái hoành luôn. Rồi, em xin đo hoành thân luôn ha. Hoành thân vị trí này là 40 này ha cô chú anh chị, tính 39 thôi. Cái đường kính bầu là 87. Tổng cái hoành đế ha, đế là ra hết bầu hết luôn ha cô chú anh chị. Tổng hoành đế là 250 ha cô chú anh chị. Đế là ra đụng bầu hết ha. Rồi cây mã số 14 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 16 triệu. Em bao ship 200 km luôn ha. Rồi. Rồi cuối list thì em còn một cây mai tứ quý ha cô chú anh chị. À, cây mai tứ quý quá khá là khủng luôn ha. À, cây này chủ nhà báo là 70 năm rồi ha cô chú anh chị. Khổ rồi ha. Cây này cái tàn nó là 4 m ha cô chú anh chị. Tàn là ok luôn, cái tàn xăm xương dày đặc. Đặc biệt là cái cũ luôn ha, quá trời cái bộ đế này luôn. Không có trống bên nào hết. Đế là quá lực luôn, không trống bên nào luôn. Nôm luôn anh. Đi nôm luôn, chỗ luôn. Cắm xuống không à. Xương chi mịn luôn. Ở này có chỗ bông luôn rồi này trời. Ở này bông này không phải. Tiến hành đo luôn anh ơi. Rồi, xin đo thông số luôn ha. Rồi, hoành thân vị trí này là 56, em tính 55 đi ha. 75 ha cô chú anh chị. Đó, 76 tính 75 thôi rồi, em đo chặt dưới sát cái cũ ha. Cũ này là 87 ha cô chú anh chị. Đo xuống còn hơn nha anh. Đó, nếu mà đo xuống dưới còn hơn nữa đó. Rồi em đo cái nguyên cái cũ đặt của nó nè, nguyên cái cũ đặt nó là khoảng 170 ha cô chú anh chị.
Nguyễn Tú, Tú Quý mà được gì khủng lắm anh. Khủng lắm, khủng luôn. Cái đường kính bầu là 96 ha cô chú anh chị, 95 đi ha. Cái bóng tàn, bóng tàn là 1,5 m ha cô chú anh chị. Cây này là chiều cao 4 m, đá ngang là 4 m. Cái này bắt cái bàn ngồi uống cà phê cũng được. Các bạn nhậu ở dưới này là số vách luôn. Cái thốt thân chỗ này nó lên đây là nó 20 ha cô chú anh chị. Một cốt dưới này mà nó lên đây 20 lại chia ra 9 thân ha cô chú anh chị. Chơi phong thủy cách ok luôn ha, 9 thân. Giao lưu giá nhiêu anh? Rồi cây tứ quý này hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị là 59 triệu, em bao ship 200 km luôn ha. Rồi. Rồi cái clip thì em chân thành cảm ơn cô chú anh chị là ủng hộ em thời gian qua. Clip này cũng rất mong được sự ủng hộ cô chú anh chị gần xa lắng nghe nhiều. Em xin chào ạ.